Hello, xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ 6, 13 Tây tháng 12 năm 23. Cái đề tài mà tôi muốn nói ngày hôm nay đó là đó về cái sự bạo động ở Tây Nguyên và đó cái sự bạo động ở Tây Nguyên của người dân tộc thiểu số đó, nó đã nói lên cái chính sách gọi là bất công, gọi là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó cái này nó cũng đã nói lên gọi là một cái chính sách gọi là bạo tàn phi nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó một cái điều mà quan trọng mà tôi muốn nói đó là tôi nói thẳng luôn là đó Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo thời gian, vì cái lý do nó đơn giản thôi, để tôi phân tích cho các bạn nghe. Các bạn cũng thấy rồi, cái người dân tộc thiểu số đó thì họ đã mất mát hết tất cả mọi thứ, họ chẳng còn cái gì. Thì bây giờ đó họ chỉ có cái niềm tin vào tôn giáo thôi, tức là họ cũng là người tin lành, người Kitô giáo. Thì cái niềm tin vào tôn giáo nó mạnh đó, cho nên nó mới giúp họ nó thay đổi được cái cuộc sống của họ. Cuối tuần đó thì thường thường những người Kitô giáo đó họ hay họp với nhau năm một cái nhóm 5 người 3 người để mà học, họ học kinh thánh, họ học kinh thánh và chia sẻ cái lời của Chúa. Và đó để họ có thể họ thay đổi được cái cuộc sống của họ, tức là họ sẽ sống gọi là đạo đức hơn, là sống tốt hơn và sống tử tế hơn, sống có hy vọng hơn. Nhưng mà những cái đó thì nó lại đi ngược lại với cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Tại sao? Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ trương là gì? Là phải kiểm soát tôn giáo và đó phải đứng ở trên đầu tôn giáo. Và khi mà một con người đó mà họ có cái niềm tin vào tôn giáo đó thì họ sẽ không tin vào Cộng sản nữa. Và khi họ không tin vào cái chế độ Cộng sản nữa thì Cộng sản lo sợ sẽ bị sụp đổ. Cũng như các bạn thấy rồi, Cộng sản bây giờ họ đã kiểm soát được Phật giáo rồi. Còn á, Kitô giáo như Công giáo với Tin lành giáo thì họ không kiểm soát được, cho nên á họ rất là sợ. Cuối tuần á ở những cái vùng xa xôi đó họ không có cho gọi là cái người Công giáo với cái người gọi là Tin lành họ nhóm họp để họ chia sẻ lời kinh thánh và chia sẻ lời Chúa. Các bạn thấy không? Cái đó là một cái gọi là nó đen tối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những cái đó nó sẽ dẫn tới Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Tại vì sao? Cái tôn giáo nó mạnh lắm, nhất là nói về mà Kitô giáo, nói về Đức Chúa Trời đó, thì hả Cộng sản Việt Nam nó sẽ không ra cái gì hết. Cái đó cái lý do mà tại sao Cộng sản Trung Quốc nó cũng sợ Kitô giáo. Tại vì đó khi mà con người nó tin vào Chúa thì họ không có tin vào Cộng sản nữa. Đó là cái mà nó làm cho Cộng sản rất là sợ. Cộng sản Việt Nam thì chỉ có một cái vụ như vậy thôi đó, mà Cộng sản Việt Nam họ huy động hơn 1.000 công an, tức là hơn 1.000 công an như vậy, tức là nó có một trung đoàn đó các bạn. Một trung đoàn không biết bao nhiêu người để họ đi vây bắt những cái người họ chỉ là đang là tình nghi thôi, chứ không phải là gọi là có bằng chứng và có bằng cớ rõ ràng. Các bạn thấy không? Cái đó nó nói lên cái sự sợ hãi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng như các bạn thấy là Cộng sản Liên Xô 70 năm thành trì Cộng sản xã hội chủ nghĩa sụp đổ tan nát, nhưng mà nó vẫn còn cái hậu. Tại vì cái đảng Cộng sản á, ngày xưa thời Cộng sản Liên Xô thì bây giờ họ đổi thành gọi là đảng gọi là đó, nó gọi là United Russia, tức là đó Đảng Đoàn kết của nước Nga. Nhưng mà thật sự cái đó là cái đó là toàn là những thành phần cụ đảng viên Đảng Cộng sản không, thì họ cũng là một cái chế độ độc tài đó. Cái đó lý do mà tại sao cái đất nước Nga đó mà giàu nó tài nguyên nhiều nhưng mà nó không phát triển được. Tại vì đó ở ngoài nó là cái tên là một đảng khác nhưng mà ở đằng sau nó vẫn là Cộng sản đó, cho nên tại sao nó không phát triển được. Và bây giờ nó lại gây ra cái chiến tranh này hả, nó sẽ làm cho nước Nga tan rã các bạn. Tại vì đó Âu Châu người ta không có chấp nhận cái vấn đề gọi là xâm lược để mà gọi là chiếm đất đai đâu. Đây ngày hôm nay là thế kỷ 21 rồi,
phải có luật pháp quốc tế chứ không phải là anh mà muốn đi xâm chiếm ai là anh xâm chiếm đâu, không có được đâu. Đó, các bạn nhìn thấy cái đất nước, những cái đất nước Đông Âu mà ngày hôm nay họ sống và phát triển rất là tốt, giống như là Ba Lan nè, Romania nè, Estonia nè, Latvia nè, Lithuania, Hungary, Bulgaria. Tại vì sao? Tại vì đó, khi mà Cộng sản Liên Xô sụp đổ thì những cái quốc gia này nó được giải thoát. Nó được giải thoát thì hả, có bầu cử tự do dân chủ. Khi mà cái đảng mà nó được dân bầu lên nắm quyền á, thì được cái sự hậu thuẫn của người dân. Cho nên á, đất nước Ba Lan họ khai trừ đảng Cộng sản luôn. Họ không cho đảng Cộng sản sinh hoạt nữa. Thì nhìn thấy bây giờ cái đất nước Ba Lan á, cái kinh tế của Ba Lan bây giờ nó gần bằng với Đức với Pháp rồi đó các bạn. Tại sao đang là một quốc gia gọi là Cộng sản nghèo đói mà bây giờ họ trở thành một cường quốc? Tại vì đó họ, đảng Cộng sản Ba Lan sụp đổ và cái chính quyền Ba Lan và người dân Ba Lan nó họ khai trừ đảng Cộng sản Ba Lan luôn. Còn tại sao cái đất nước Nga ngày hôm nay nó vẫn điêu tàn? Tại vì đó, cái Cộng sản nó vẫn còn nằm ở trong đó. Và tại sao cái đất nước Ukraine nó điêu tàn? Tại vì cái đất nước Ukraine á, có lẽ đất nước Nga là nó là gần nhau, nó là hầu như là anh em với nhau, nó cùng một chủng tộc với nhau. Cho nên á, nó cũng bị những cái thành phần gọi là Cộng sản Nga còn ở trong đó, nó phá phách. Nhưng mà đó, sau cái chiến tranh này nó thì coi như là Ukraine đó, nó sẽ dứt khoát, nó đoạn tuyệt với nước Nga. Và đó, những cái thành phần đó mà còn Cộng sản mà nằm ở trong Ukraine là chuyến này là coi như là đi hết không còn nữa. Đó. Thì tôi nói cái vấn đề này để tôi nói cho các bạn Việt Nam biết là gì. Hãy sống thực tế, hãy sống là đạo đức con người đi. Đừng có đi theo Cộng sản nữa. Tại vì đó, Cộng sản bây giờ nó phải... Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay nó giống như một cái cây cổ thụ vậy. Ai cũng nghĩ là nó sẽ không đổ, nhưng mà đừng có lầm. Các bạn biết là một cái cây mà khi mà ở bên ngoài nó là cái cây đẹp, nhưng mà ở bên trong nó đã mục rồi đó hả? Thì á, chỉ cần một cơn gió thổi thôi là cái cây nó đổ liền. Đó. Thì nhìn vào những cái biến cố ở bên Đông Âu đó, nhìn vào cái đất nước Ba Lan đó. Tôi nói thẳng là gì, Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo thời gian. Tại vì sao? Khi mà người dân họ mất niềm tin vào đảng Cộng sản rồi. Nhất là cái vụ ở Tây Nguyên nó nói cho biết là gì? Người dân ở Tây Nguyên, người dân tộc thiểu số bây giờ họ chỉ còn biết bám víu vào cái tôn giáo của họ thôi. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam á, cũng không cho họ có cái quyền tự do tôn giáo nữa. Tại vì sao? Cái tôn giáo á, là cái gọi là nó giúp cho con người được phát triển tốt, nó giúp cho con người được đổi mới, bỏ đi những cái dị đoan, những cái mê tín. Và nó giúp cho con người sống hiền hòa hơn, sống chăm chỉ hơn, chịu khó làm việc. Cộng sản Việt Nam nó không muốn như vậy. Nó không muốn là cái người dân tộc Tây Nguyên sẽ là người tốt. Nó chỉ muốn cái người dân tộc Tây Nguyên là đó, cứ ăn uống nhậu nhẹt rồi đó, say sưa rồi cá độ rồi bóng đá rồi cờ bạc. Rồi chạy xe đụng chết người đó để chi, để cho Cộng sản nó có việc làm. Để cho tụi công an Cộng sản Việt Nam nó có việc làm. Đó. Các bạn thấy không? Nó muốn con người như vậy, tức là nó muốn một cái đất nước lúc nào cũng điêu tàn, cũng tan hoang. Để cho tụi công an nó có công việc nó làm, để cho tụi công an nó kiếm ăn. Chứ nếu mà một cái người mà họ sống đạo đức, cuối tuần mà họ đi nhà thờ, cuối tuần họ họp với nhau để họ học hỏi lời Chúa, thì Cộng sản nó không cho. Các bạn thấy không? Tại vì sao? Tại sao Cộng sản nó không cho? Tại vì Cộng sản nó sợ. Nó sợ khi mà một con người đó mà đổi mới con người có đạo đức hơn, con người có học hơn, con người gọi là tốt hơn, thì cái chế độ Cộng sản nó sẽ bị sụp đổ. Nhưng mà đó, Cộng sản Việt Nam cũng sẽ phải sụp đổ thôi.
Cái lý do là tại vì bây giờ cái thế giới ngày hôm nay đó, nó dứt khoát, nó sẽ dẹp bỏ cái chế độ cộng sản đó. Cộng sản Việt Nam á, đã thức tỉnh năm 1992 khi mà nhìn thấy Cộng sản Liên Xô sụp đổ, và Cộng sản Việt Nam phải mau mau đổi mới Việt Nam là rút quân khỏi Lào, rút quân khỏi Campuchia, rút quân khỏi Thái Lan và đầu hàng Mỹ và đầu hàng thế giới. Để mà chi? Để mà Mỹ nó bỏ cấm vận và thế giới nó viện trợ cho. Đó, cũng nhờ như thế mà cái người dân Việt Nam mới có được cái cuộc sống gọi là tương đối tốt ngày hôm nay. Nhưng mà nó chỉ tốt như vậy thôi, nhưng mà nó chỉ tạm bợ thôi. Cũng như các bạn thấy bây giờ đó, Việt Nam bây giờ đó, cái kinh tế Việt Nam bây giờ nó đang bắt đầu sụp đổ. Tại vì sao? Cái hàng hóa của Việt Nam bây giờ đó, nhất là về đồ ăn, nó bán ra ngoài không được. Tại vì đó, cái đồ ăn mà Việt Nam bán ra ngoài bây giờ đó, người ta không tin nữa, tại vì người ta sợ nó có cái chất độc nhiều quá. Và cái thứ hai nữa là cái hàng hóa may mặc của Việt Nam là làm gia công cho Trung Quốc không à, bây giờ bán ra ngoài giờ cũng không được, tại vì cái phẩm chất nó không tốt. Và thứ hai là kinh tế thế giới bây giờ nó đang chậm, nó bị cái vấn đề mà Cộng sản Nga Putin nó xâm lược Ukraine. Và một cái vấn đề trước đó nữa là cái Covid của Cộng sản Trung Quốc, rồi là cái China Covid đó, nó đã làm cho cái thế giới nó đã điên đảo. Rồi thêm cái chiến tranh gọi là xâm lược của Putin nữa, nó làm cho cái thế giới bây giờ kinh tế nó chậm lại, thì nó ảnh hưởng rất là nặng nề tới Việt Nam. Nhưng mà cái đám con cháu Cộng sản Việt Nam lúc nào nó cũng bênh vực thằng Nga không à. Nhưng mà nó không nhớ là gì, cái thành trì xã hội Cộng sản Nga nó đã sụp đổ rồi. Nga ngày hôm nay nó không còn là một cường quốc nữa. Putin cũng sẽ sụp đổ năm nay hoặc là năm tới. Và nước Nga sẽ bị chia rẽ, sẽ bị nội chiến điêu tàn. Chắc chắn là như thế rồi. Cái này là cái nước Nga mà nó bị ngày hôm nay là cũng do cái vấn đề đó là Cộng sản nó đứng đằng sau lưng. Cái Cộng sản nó vẫn còn. Các bạn cứ so sánh giữa nước Nga với nước Ba Lan, tại sao Ba Lan ngày hôm nay nó tốt hơn Nga quá nhiều. Kinh tế nó cũng hơn và cái đời sống còn là đạo đức không hơn. Cái gì nó cũng hơn hết. Mà Ba Lan nó đâu có nhiều tài nguyên như là Nga đâu. Nó nhờ cái gì? Nó nhờ nó đi theo một chính sách gọi là dân chủ tự do. Nó nhờ cái niềm tin vào tôn giáo. Đó. Thì cái đất nước Việt Nam á, nếu mà Cộng sản Việt Nam không sụp đổ đó, thì cái đất nước Việt Nam nó cũng sẽ vẫn tiếp tục nó điêu tàn, nó vẫn tiếp tục nó chia rẽ. Tại vì chủ trương của Cộng sản Việt Nam là chia rẽ con người. Đấy thì cái con người không có còn niềm tin vào khác nữa hết, mà chỉ có tin vào đảng thôi. Đó, cái đó là cái tôi muốn nói, tôi muốn nhắc nhở là Cộng sản Việt Nam sẽ phải sụp đổ theo thời gian thôi. Cái vấn đề là chúng ta không biết lúc nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ sụp đổ. Các bạn cứ tin tưởng như vậy, các bạn cứ hy vọng như vậy, các bạn nhớ là phải tin vào Chúa nữa. Tại vì sao? Năm 1917, thông điệp của Đức Mẹ Fatima hiện ra, mẹ cũng đã nói rồi, Cộng sản sẽ sụp đổ. Thì cái đó đúng chứ không phải không? Lời của Chúa là đúng chứ không phải là sai đâu. Ok, xin kính chào các bạn. Này Chúa, con tin vào Chúa. Lạy Chúa, con tin vào Chúa. Lạy Chúa, con tin vào Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Amen. Bye.